Theo quyết định 941 do bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Thảo, giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa ký, Tiền Giang tiếp tục tuần thứ 2 giữ vùng xanh, tức vùng bình thường mới. Tuần từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4, tỉnh đã bao phủ vùng xanh trên quy mô toàn bộ địa bàn cấp huyện. Cụ thể có 11 trên 11 đơn vị cấp huyện đã trở về vùng bình thường mới, 3 đơn vị chuyển từ vùng vàng xuống vùng xanh là Tân Phước, Chợ Gạo và Gò Công Tây, không còn đơn vị cấp huyện vùng nguy cơ. Về quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh, màu xanh đã mở rộng thêm và chiếm ưu thế. Cụ thể có 167 xã phường thị trấn bình thường mới, tăng 52 đơn vị vùng xanh so với tuần trước, 3 xã phường vùng vàng giảm 23 xã so với tuần trước và 2 xã phường vùng cam giảm 29 đơn vị so với tuần trước.